Trường Tiểu học Hoàng Chư Khương, phường Hòa Thọ Đông tổ chức ngày hội Nét đẹp thầy trò nhằm chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Tại ngày hội, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời tôn vinh các thầy cô giáo đã luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của quận nhà. Năm 2020 là năm ngành giáo dục chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, thách thức, thầy và trò nhà trường đã thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Dịp này, nhà trường đã khen tặng cho cán bộ giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.